thí sinh, đã có một đời chồng của Thanh Xuân có bạn hai sắp rời chương trình. Người hâm mộ Thái Trác đi lo lắng khi xuất hiện tin đồn cô rời Thanh Xuân có bạn hai. Vì cảm thấy thực lực của bản thân không đủ. Thanh Xuân có bạn hai, đang là sâu truyền hình nhận được sự chú ý lớn của khán giả Trung Quốc, cũng, vì lẽ đó, nhiều tin đồn liên quan tới các thí sinh trong chương trình cũng liên tục xuất hiện. Và, khiến dư luận xôn xao, đặc biệt là tin về các mỹ nhân nổi tiếng, có độ nhận biết cao của công chúng. Gần đây nhất, Thái Trác Nghi là người đẹp vướng tin đồn gây chú ý ở Thanh Xuân có bạn. Theo đó, một blogger chuyên đưa tin giải trí đăng tải bài viết có nội dung CZY, được cho là từ viết tắt của Thái Trác Nghi sắp rời sâu. Nguyên nhân thứ nhất là, vì cảm thấy thực lực của bản thân không đủ, kéo thành tích của các thành viên cùng đội xuống. Thứ hai là bởi tiến độ quay sâu càng ngày càng nhanh. Áp lực lớn, sức khỏe bản thân không đáp ứng, được yêu cầu của sâu. Tin tức này, khiến người hâm mộ Thái Trác Nghi không khỏi lo lắng. Trước đó, trong tập hai thanh xuân có bạn phần trình diễn thiếu chuyên môn của thái trác nghi được đánh giá ở thang điểm f thấp nhất chương trình những màn trình diễn sau đó của thái trác nghi cũng chưa thực sự nổi bật và cô chưa lọt top có thứ hạng cao trong chương trình bên cạnh đó thái trác nghi cũng là thí sinh có đời tư khá đặc biệt ở thanh xuân có bạn vì trước đó cô đã từng kết hôn và đã ly dị thái trác nghi từng kết hôn với một đại gia Malaysia, tuy nhiên chỉ sau 3 năm cả hai đường ai nấy đi, nhiều cư dân mạng cho rằng, đã có quá khứ như vậy, thì người đẹp sinh năm 1930 nên tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng. Cũng, vì lý do này, Thái Trác Nghi phải đối mặt với không ít bình luận công kích yêu cầu cô rời chương trình, Thái Trác Nghi từng bật khóc chia sẻ về về những khó khăn khi bị bạo lực trên mạng xã hội. Cô chia sẻ, trên mạng người ta nói em rằng, cô, đã trải qua những chuyện như thế kết hôn và ly hôn vậy cô dựa vào cái gì để tham gia chương trình thanh xuân như thế này em muốn trả lời rằng có nhiều chuyện bao gồm cả chuyện ngày hôm nay em được xếp vào lớp ép đều có lý của nó em mong mọi người hiểu rằng em sống trong thời đại internet phát triển nhưng em sẽ không sống trong những bình luận bàn tán kia em sẽ yêu bản thân trở thành chính mình và dũng cảm tiến về phía trước nhờ có lời tâm sự này cô nhận được nhiều cảm thông và nhận về lượt bình chọn khá cao trong những tập đầu chương trình Bên cạnh đó, nhan sắc của Thái Trác Nghi cũng được đánh giá rất cao, cô thuộc top thí sinh sở hữu vẻ ngoài hút mắt với gương mặt thanh tú. Chiều cao lý tưởng, và biểu cảm lúc nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ Quá khứ, từng kết hôn là chướng ngại lớn nhất trong hành trình của Thái Trác Nghi, tại Thanh Xuân có bạn, trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ Thái Trác Nghi là chuyên viên make up năm 2016. Cô, được công ty thu âm Starlight phát hiện, sau đó năm 2017 cô liền cho ra mắt single đầu tay Oxygen Girl và thu hút được sự chú ý lớn từ phía công chúng. Sau đó, Thái Trác Nghi trở thành ca sĩ hát ca khúc chủ đề cho đài phát thanh có lượng thính giả lớn nhất Malaysia, Oxygen Girl thậm chí còn trở thành ca khúc được nhiều ca sĩ nổi tiếng cover. Điều này chứng tỏ không phải Thái Trác Nghi không có thực lực và điểm đặc biệt của riêng cô, dù vậy, người đẹp cần có sức mạnh tinh thần cường đại, để vượt qua mọi áp lực và chiến thắng chính bản thân mình. Hiện tại, đại diện của Thái Trác Nghi, đã phủ nhận tin tức cô chủ động rời thanh xuân có bạn và cho biết người đẹp vẫn tham gia quá trình ghi hình bên cạnh đó công ty quản lý thái trác nghi khẳng định sẽ điều tra về tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại